Audio Jungle. Xin chào các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review phim Chiến dịch Balkan. Bộ phim kể về cuộc xung đột vũ trang tại Kosovo vào những năm 1999 giữa lực lượng Cộng hòa Liên bang Nam Tư Sét Montenegro và quân đội giải phóng Kosovo người Albani. Với sự thù hằn sắc tộc sâu sắc, người Sét đã thẳng tay đàn áp bất bớ, trục xuất, thậm chí là thảm sát người Albani. Ước tính khi kết thúc cuộc chiến đã có hơn 8.700 dân thường người Albani thiệt mạng hoặc mất tích và khoảng 846.000 người bị trục xuất khỏi Kosovo. Chính điều này đã khiến cho NATO phải vào cuộc, mặc cho việc chưa có sự đồng thuận từ Liên Hợp Quốc, NATO vẫn tiến hành ném bom Nam Tư. Kết quả Nam Tư phải rút khỏi Kosovo, tưởng ra như thế Kosovo sẽ hòa bình nhưng không. Sự xung đột sắc tộc giữa hai dân tộc vẫn còn diễn ra, thậm chí còn xảy ra tình trạng cướp bóc, ám sát, diệt chủng. Cầm đầu trong những việc này là Smok, tên chỉ huy khủng bố người Albani. Hắn còn đánh chiếm cả sân bay Slatina để làm căn cứ. Quân đội Nga đã bí mật cử một đội đặc nhiệm dẫn đầu là sĩ quan tình báo Atlanbet và cựu lính dù Andrei Satalot đánh chiếm nơi này. Liệu rằng chỉ với một đội đặc nhiệm 6 người, họ sẽ làm gì để chiến với cả binh đoàn phiến quân đây? Mời các bạn cùng Sakura theo dõi review hôm nay nhé! Mở đầu phiên đâu đó tại Bosnia năm 1995, đội đặc nhiệm do Satalot chữ huy đang thực hiện nhiệm vụ truy lùng một tên khủng bố nguy hiểm. Anh cùng những người đồng đội của mình có nhiệm vụ phải bắt sống bằng được tên này, theo mệnh lệnh từ Bộ Tổng Tham mưu. Tuy nhiên, để bắt sống được một tên trùm khủng bố nguy hiểm là một điều khó nuốt, khi bên cạnh hắn luôn có hàng nóng bên cạnh. Thậm chí Veza, siêu xạ thủ của đội đặc nhiệm, cũng đã ăn đạn và phải rút chạy khi hỏa lực từ địch dồn tới vị trí cô quá rát. Nhưng rồi cuộc chơi cũng kết thúc. Lát sau thì tên khủng bố di chuyển đến vị trí Slat đã đợi sẵn, thì hắn đã bị Slat tóm được. Trong lúc giằng co vì quá hăng máu, Slat đã rút do tính kết liễu hắn, mặc cho lệnh từ chỉ huy là phải bắt sống bằng được. Kira, thành viên thứ tư của đội phát hiện, đã lao vào can ngăn. Nhưng đen cho anh, trong lúc can Slat, anh đã bị tên khủng bố chơi lén. Hậu quả Kira đã bị đâm nát lưng, bị thương rất nặng. Ngay lập tức Slat gọi ngay chi viện trên không đã đưa Kira về căn cứ khẩn cấp. Cạnh đó Paris, thành viên thứ năm của đội, nhận thông tin liền cho kích nổ bom đã cài đặt sẵn, chặn đường địch để cả đội rút lui. Lát sau trên máy bay, tình trạng của Kira càng lúc càng tệ, tiên lượng sẽ không thể qua khỏi hôm nay. Hiểu được điều đó, Kira trong giây phút cuối cùng đã nhờ Slat, sau khi anh chết hãy đưa giúp bức thư về quê nhà cho vợ và mẹ của anh. Sau đó anh đã tắt thở, đau đớn Slat như chết lặng quay đi, nhưng lại vô tình thấy ánh mắt hài lòng của tên khủng bố. Không nói nhiều, Slat liền lao vào tính ăn đu đủ với hắn, nhưng đã bị Satalot và các đồng đội cản lại. Trong lúc hỗn loạn đó, chỉ huy của Satalot là Atlanbet cũng nói một điều khiến anh và những người khác phải bàng hoàng: tên này đang được NATO bảo vệ, nghe mà lùng bùng cái lỗ tai luôn á. Satalot hỏi lại một lần nữa, tại sao một tên tội phạm chiến tranh lại được NATO bảo vệ? Và để khẳng định thêm điều đó, chỉ huy Sten quân đoàn NATO cũng đáp lại, đây là đất của NATO, nếu anh giết hắn thì anh sẽ ra tòa án binh. Khi nào anh còn trong đất của chúng tôi, anh phải thực hiện theo mệnh lệnh của tôi, rõ chưa anh lính? Đáp lại Satalot nhanh như cắt, đã xách cổ tên khủng bố ném ra ngoài trực thăng. Trước ánh mắt bất ngờ, tôi chỉ huy Sten NATO. Tất nhiên hậu quả cho việc này không gì khác ngoài việc toàn bộ đội đặc nhiệm của Satalot đã bị Bộ Tư lệnh Tối cao Liên bang Nga ra lệnh khai trừ khỏi lực lượng vũ trang, đồng thời cấm tất cả thành viên trong đội đặc nhiệm quay trở lại quê nhà. Sau sự kiện này, cuộc chiến phải Bosnia cũng kết thúc vào năm 1995. Tưởng chừng khu vực Balkan sẽ được hòa bình trở lại nhưng không. Một cuộc chiến khác lại nổ ra, chiến tranh Kosovo. Một cuộc chiến đã khiến hàng ngàn người Albania phải bỏ mạng. Để chấm dứt tình trạng này, tổ chức NATO đã phát động chiến dịch ném bom Nam Tư, bất chấp việc không có sự đồng thuận từ Liên Hợp Quốc. Và đúng như vậy, vào lúc 19 giờ ngày 24 tháng 3 năm 1999, đội hình siêu bóng Ma B2 Spirit, siêu máy bay ném bom của Mỹ, đã tiếp cận không phận Nam Tư. Mục tiêu của những con quái vật tàng hình này chính là các hệ thống phòng không và các mục tiêu quân sự có giá trị cao của nước này. Với việc mỗi chiếc mang tới 30 tấn bom, thì việc một đội hình bóng Ma B2 Spirit của Mỹ dứt điểm một mục tiêu là chuyện vô cùng dễ dàng. Kết quả, thủ đô Belgrade Nam Tư đã nhanh chóng chìm vào biển lửa, tiếng bom đạn, tiếng la hét khắp mọi nơi, một khung cảnh kinh hoàng. Ở một diễn biến khác, một cặp vợ chồng đang dắt nhau vào bệnh viện, người vợ sắp sinh nên ngay trong đêm cô đã được đưa vào. Jasna, một nhân viên y tế, đã ra đến cửa để nhận người vợ. Cô nói với người chồng rằng, anh hãy bình tĩnh, bây giờ tôi sẽ lo mọi chuyện ở đây, mọi chuyện sẽ không có gì để nói. Nếu như vài phút sau một quả bom đã rơi trúng vào bệnh viện, khiến nơi này nổ tung không còn cái nịt. Bên ngoài, người chồng hoảng loạn đã chạy thẳng vào bệnh viện, với hy vọng vợ và con của anh sẽ sống sót được qua vụ thả bom. Tuy vậy mọi hy vọng đã tắt ngúm. Phát hiện người vợ đã qua đời, anh bàng hoàng chết lặng và cũng quên mất đứa con mà người vợ vừa sinh vẫn còn sống.
Nhận ra nguy hiểm, Jasna liền yêu cầu anh rời đi ngay, nhưng đã quá trễ, bom liên tục rơi xuống phá hủy phần còn lại của bệnh viện. Tuyệt vọng, Jasna ẵm đứa bé một mình lao thẳng về phía trước. Rất may khi tới phía cuối hành lang, tình trạng sụp đổ đã không còn. Jasna cùng đứa bé đã may mắn sống sót, tuy nhiên những người khác thì không may mắn đến vậy. Chỉ tính riêng trong ngày ném bom đầu tiên, quân đội NATO đã khiến cho hàng trăm dân thường bị thiệt mạng. Vì chuyện này, Ngoại trưởng Nga khi đó, Zhivkov đã phản đối trong việc NATO ném bom Nam Tư. Lùm xùm là vậy nhưng cuộc không kích đã đạt được mục tiêu mà NATO đề ra. Quân Nam Tư đã chấp nhận rút quân khỏi Kosovo. Điều này có nghĩa tại Kosovo bây giờ sẽ không có lực lượng chính quy nào kiểm soát, mà chỉ có phiến quân của nhóm người Albania. Quân đội Nga liền lên kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình độc lập với khối NATO tại đây. Tuy nhiên NATO đã phản đối. Để đáp trả lời điều đó, quân đội Nga đã quyết định chơi đòn phủ đầu. Người phụ trách Hội đồng An ninh Quốc gia Nga lúc đó là Putin đã ra lệnh cho Đại tướng Somos bắt đầu triển khai kế hoạch đánh chiếm sân bay Slatina. Trước khi NATO tới được sân bay này, vì tính chất bí mật của nhiệm vụ, Đại tướng Somos đã quyết định tìm tới Trung tá Atlanbet, chỉ huy cũ của đội đặc nhiệm. Ông nói rằng nhiệm vụ của anh là chiếm và giữ sân bay Slatina cho đến khi đoàn xe tăng quân sự cũng như lính dù từ Bosnia được gửi tới. Lại nói về Satalot, đội trưởng của đội đặc nhiệm ngày nào giờ đây đang sống một cuộc sống khá yên ắng so với quá khứ của anh. Hôm nay anh có cuộc hẹn tại nhà Rozan, một người quen ở Nam Tư, người mà anh thuê nhờ làm hộ chiếu để có thể rời khỏi vùng đất này. Tuy nhiên khi kiểm tra thì anh phát hiện đây là hộ chiếu giả. Anh nhìn Rozan với ánh mắt viên đạn, kiểu như chú đùa anh à. Đang tính giải thích thì cảnh sát địa phương ập vào. Rozan bên ngoài tiếp hai cảnh sát viên, những người liên tục trêu ghẹo anh. Họ nói rằng với những hành động đút lót vừa rồi, cộng với khẩu RPG-30 mà cậu bé vừa lấy ra, đủ để anh phải bóc tầm 10 cuốn rồi. Còn phía bên trong, cảnh sát trưởng Milit đang nói chuyện với Satalot. Ông nói rằng anh nên cho tôi biết tất cả mọi thứ. Nếu tôi thấy ổn thì chúng ta có thể tìm ra được hướng giải quyết. Trở lại với Jasna, có vẻ sau tất cả mọi chuyện, cô đã trở nên căng thẳng và không phải chịu đựng thêm những cảnh như thế nữa, nên đã nộp đơn xin nghỉ việc. Tuy vậy, người bác sĩ trưởng khoa đã nói với cô rằng, chúng tôi cần cô, đây không phải là lúc để rời đi. Ở một diễn biến khác, theo đúng kế hoạch tác chiến, Đại tướng Somos đã liên lạc với Đại tá Latov, chỉ huy căn cứ lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga tại Bosnia. Ông nói rằng kế hoạch điều động đã được phê duyệt. Nhiệm vụ chính của anh chính là chiếm giữ sân bay Slatina trước quân NATO. Quay lại với khu vực Kosovo, việc quân Nam Tư rút quân đã khiến tình hình tại đây trở nên phức tạp. Giết người cướp của xảy ra ở khắp mọi nơi, đặc biệt khu vực quanh phi trường Slatina, xác người nằm la liệt, vì nơi đây bây giờ đã trở thành căn cứ của quân khủng bố. Điều hành đội quân khủng bố này là Smok, một tên khủng bố gốc Albania. Đối với hắn, giết những người Serbi chính là thú vui. Vì thế cảnh sát trưởng mới tìm đến anh, để giúp việc này tôi sẽ tập hợp một đội tình nguyện viên, chỉ có giết hắn thì bình yên mới trở lại được. Đáp lại Satalot một lần nữa khẳng định chỉ có nhờ được sự hỗ trợ từ bên ngoài thì may ra chúng ta mới có thể đánh thắng được, còn nếu không thì chỉ có chết. Đang nói chuyện thì Milit nhận được tin, quân khủng bố Albania đang tổ chức bắn giết 3 gia đình người Serbi. Khi họ đang rời khỏi đây, bất kể già trẻ lớn bé chỉ cần không nộp thuế, gọi là thuế chia tay cho chúng, thì một người cũng đừng hòng thoát được khỏi nơi này. Nhận được tin, Milit cùng Satalot cùng những cảnh sát khác lập tức tới vị trí nơi quân khủng bố đang giữ 3 gia đình. Tuy nhiên chưa kịp làm gì thì một sự cố đã xảy ra. Vì sự căm hận khi người nhà bị quân khủng bố giết, Quốc đã một mình âm thầm lặng đến gần toán khủng bố tính úp sọt chúng. Anh không biết rằng một tên khủng bố đang ngắm súng bắn tỉa thẳng vào mình. Chỉ cần bóp cò là Quốc sẽ lên bàn thờ ngay lập tức. Nhưng Satalot kịp thời xuất hiện cho tên khủng bố một dao headshot ngay. Bên dưới phát hiện bị tấn công, quân khủng bố liền điên cuồng đáp trả. Chúng xả súng liên hoàn vào nơi Satalot đang ẩn náu. Giao tranh ác liệt nổ ra, Quốc và Fadi cũng tham chiến sau đó. Cả hai bắn hỗ trợ cực giác để Satalot có góc mà xử lý chúng. Kết quả khi vừa có gốc kê, Satalot đã lạnh lùng tiễn ngay một tên về với đất mẹ. Còn một thằng thì may mắn đã trốn thoát được sau đó. Về phần chỉ huy Atlanbet, sau một chặng đường dài quanh Nam Tư, cuối cùng anh đã tập hợp được đội đặc nhiệm năm nào. Anh nói với tất cả rằng chúng ta có một nhiệm vụ, nếu hoàn thành được nó các bạn sẽ được phục hồi cấp bậc, được trao thưởng và đặc biệt là được về nhà đoàn tụ gia đình. Tuy nhiên chiến dịch này sẽ không có Satalot. Về phần Satalot, sau khi giúp đỡ Milit, sau đó anh lên một chuyến xe khách để rời khỏi Nam Tư. Tại đây anh gặp được một cô gái tốt bụng cũng chính là Jasna. Vừa gặp chàng trai đô con vạm vỡ nhưng lại nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự. Cô gái đã bị rụng trứng ngay từ lần đầu gặp anh. Tuy nhiên có vẻ như mong muốn của anh lại một lần nữa phải hoãn lại, vì trên đường xe của Satalot đã bất ngờ bị tấn công. Và kẻ gây ra cuộc tấn công này không ai khác chính là Smok, người luôn mồm nói rằng ở cái đất Kosovo này tao là trùm. Còn trùm lông hay trùm nho thì hắn không có nói. Sau khi đi một vòng quanh các tù nhân, Smok dừng lại ở vị trí của Satalot.
hắn yêu cầu kiểm tra giấy tờ của Satalot, nhưng khi kiểm tra xong, hắn đã bất ngờ ra lệnh, cho đàn em tán một cái khiến Satalot lăn ra bất tỉnh. Trong thấy sự việc ai nấy đều bất bình, nhưng nếu lên tiếng thì sẽ bị hắn xử tử, bất kể đó là một cha xứ hay con nít đi chăng nữa. Thậm chí Jasna, người có mặt trên xe lúc đó khi phản ứng, đã bị đám đàn em của Smoke lôi lên xe để hấp diêm tập thể. Sự việc này chỉ dừng lại khi Satalot tỉnh dậy. Sau khi quan sát bọn chúng, Satalot đã nhanh như chớp cướp súng xử đẹp tất cả. Anh sau đó khống chế Smoke, yêu cầu đám đàn em của hắn đứng im, để anh cùng những người khác rời đi khỏi nơi đó. Tao sẽ giết cả nhà mày nè thằng chó. Ok em phai, mày nên nhớ cho thật kỹ bản mặt của bố mày vào đi thằng kiêu. Một lúc sau, chiếc xe chở những người còn lại cùng Satalot đã đến một bệnh viện trong thị trấn. Tại đây Jasna đã gửi lại đứa con của tu sĩ cho bác sĩ Stan để chữa trị. Sáng hôm sau, để trả đũa cho việc bị tên người Nga biến thành trò hề, Smoke điên tiếp tìm đến nơi ở của cảnh sát trưởng Milit. Hắn điên cuồng tra tấn, ép Milit phải khai ra nơi ở của Satalot. Dù vậy Milit vẫn không khai, thậm chí còn khiến hắn tất điên. Milit còn chơi khô máu xử đẹp một tên cận vệ cao to bạm trợn ngay trước mặt hắn. Tuy vậy đó là những gì Milit có thể làm. Smoke đã xả đạn vào người Milit. Sau đó Milit ngã xuống trước ánh mắt đau buồn và đầy sợ hãi của những người xung quanh. Tin tức về việc Milit bị Smoke giết đã nhanh chóng được Fadi thông báo cho Satalot. Tiếp tục diễn biến xử xong Milit, Smoke cũng đã bắt được Jasna khi cô bị bác sĩ Stan, đồng lõa của hắn, dụ tới bệnh viện. Cô sau đó bị Smoke áp tải tới sân bay Sở Latina, căn cứ của hắn. Ngay sau đó thì tên bác sĩ cũng lên đầu của ông trùm ngồi trên đó. Ông nên nhớ là ông cần tôi để thương thảo với thế giới ngoài kia. Hiện tại ông chỉ là con chó không dám chui đầu ra ngoài Kosovo, hiểu không? Chính vì câu nói đó đã động sát tâm của Smoke. Liền sau đó thì bác sĩ Stan và cô bồ nhí đã về yên nghỉ dưới đất mẹ. Tại đây hắn dùng các tù binh khác để ép cô phải nói ra nơi ở của Satalot. Nếu cô không nói thì từng người sẽ bị hắn xử hẹo trước mặt cô. Biết được tung tích, Smoke lập tức tập hợp đàn em, cùng súng ống lên đường đến ngay nơi mà Satalot đang ở. Hắn muốn tự tay xử Satalot cho hả cơn giận. Ở một diễn biến khác, chỉ huy Atlanbet đang cùng đội đặc nhiệm lên kế hoạch tác chiến. Chiếm giữ sân bay Sở Latina là ưu tiên hàng đầu của họ. Trong khi đó, tại căn cứ Nga ở Bosnia, lực lượng thiết giáp cơ giới của đại tá Latov bắt đầu lên đường. Đích đến là sân bay Sở Latina ở Kosovo. Ông nhấn mạnh một điều, nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, bởi vì kẻ thù của họ lần này không chỉ là nhóm phiến quân của tên Smoke, mà còn phải chiếm giữ được sân bay trước lực lượng quân đoàn NATO. Họ phải chuẩn bị hàng nóng để sẵn sàng đụng độ bất cứ lúc nào. Phía khác, đội của Satalot cũng đã có mặt ở sân bay này. Anh cùng Quốc và Fadi quyết định chiến khô máu với Smoke. Phía bên trong, Sở Lát và Pizay đã bắt đầu thâm nhập. Trong khu vực sân bay, họ phát hiện hàng loạt tài sản như xe hơi tiền đô, thậm chí là cả tấn ma túy mà quân khủng bố đã cất giữ ở đây. Quả là một thiên đường cho bọn tội phạm hoạt động. Cùng lúc đó, cách sân bay 100 km, Smoke ngửi được mùi sai. Khi không liên lạc được với căn cứ, nên đã cử vài thằng đệ quay lại kiểm tra lại nó về đội của Satalot đã sẵn sàng tiến vào trong sân bay Sở Latina. Trong lúc Satalot đi tiên phong thì vô tình đụng độ với Veza. Nhận ra người quen, Satalot nhanh chân chạy đến can ngăn Sở Lát. Khi Sở Lát đang chiến với Quốc và Fadi, xém chút nữa là thằng chột thằng què mất tiêu rồi. Satalot sau đó đã có cuộc hội ngộ bất ngờ với các đồng đội cũ, cũng như chỉ huy Bet. Anh ta hỏi Satalot đang làm gì ở đây. Satalot đáp lại, tôi ở đây để săn Smoke tên trùm khủng bố. Nghe thấy thế, chỉ khi Bet đáp lại hắn có bao nhiêu tên. Satalot nói chúng có hơn 100 tên, thế thì vào việc thôi, dọn sạch nơi này nào anh em. Vừa dứt câu thì những vị khác đầu tiên đã tới. 4 tên khủng bố di chuyển từ cổng trước vào. Veza liền xin lệnh tấn công, chỉ huy Bet liền ra lệnh bắn hạ ngay lập tức. Veza liền xử ngay 2 tên khủng bố, còn 2 tên còn lại thì đã nhanh chóng chạy thoát. Lát sau, đội đặc nhiệm bắt đầu kiểm tra nốt các khu vực còn lại tại sân bay. Họ cũng phát hiện nơi thường dân bị thảm sát. Satalot cũng gặp lại Jasna tại đây. Cô ấy nói với Satalot rằng mình đã bị Smoke bắt và bị ép phải nói cho chúng biết nơi anh ở. Tuy vậy điều này không quan trọng nữa, vì cùng lúc này Smoke đã biết được Satalot không có mặt tại nhà. Đồng thời hắn còn vừa nhận được tin căn cứ bị đánh chiếm. Điên tiết, hắn ra lệnh cho đàn em, tụi mày đem hết lính quay về bao vây căn cứ cho tao. Trở lại sân bay, chỉ huy Bet một lần nữa nhắc lại đây là nhiệm vụ quan trọng. Xác suất chúng ta sống đến sáng chỉ có 10%, nên tôi cần anh chị phải tập trung cao độ nhất. Mọi chỉ thị, mọi mệnh lệnh đều phải thông qua tôi. Còn bây giờ chúng ta đi chuẩn bị thôi nào. Đầu tiên, để ngăn không cho chúng tiến lên bao vây chúng ta, Paris phụ trách gắn mìn quanh khu vực trước sân bay. Mìn này sẽ kết hợp cùng với những thùng dầu. Đây sẽ là món quà chúng ta dành cho chúng. Tiếp theo, toàn bộ khu vực này chúng ta sẽ dàn trải đội hình ra. Tất cả đều phải có hỏa lực của ta để đáp trả quân khủng bố. Xe dầu mà Sở Lát vừa lái vào sẽ là con bài tẩy cuối cùng. Nếu có biến, chúng ta sẽ dùng nó mở đường thoát hiểm cho toàn đội. Còn về đội xe cơ giới của quân Nga,
Tính đến lúc này họ đã vượt qua được biên giới Bosnia và Serbia, họ đã đi được nửa chặng đường. Theo dự kiến thì bình minh hôm sau đoàn xe sẽ tới được sân bay Slatina, hy vọng họ sẽ đến kịp để có thể ứng cứu đội của Bet. Về phần đội của Bet, quân khủng bố đã đưa một cậu nhóc chạy xe đạp vào khu vực sân bay để kiểm tra xem kẻ thù mà chúng đụng độ lần này là ai. Kẻo vội kéo vào lại bị hỏi mày có biết bố mày là ai không? Lúc đó không biết trả lời sao thì ngại chết. Nếu thằng nhóc còn sống đi ra chứng tỏ là chúng đụng độ cao thủ, còn nếu thằng nhóc hẹo thì chúng sẽ ập vào vì đó là dạng nghiệp dư. Đêm nay sẽ là đêm dài nhất trong đời lính của họ. Họ hiểu rằng khi hoàng hôn vừa tắt, họ phải đối mặt với một thử thách mang tính sống còn. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Smoke đã đem hàng trăm lính quay về sân bay, từ đằng xa Veza đã phát hiện một đoàn xe chở đầy lính khủng bố trang bị tận răng. Do Smoke dẫn đầu đang tiến về hướng sân bay, phát hiện địch chỉ huy Beth ra lệnh cứ để chúng tiến vào. Khi chúng đến vào đủ tầm thì tất cả sẽ bắt đầu bắn chặn. Pháo đỏ sẽ là tín hiệu phát động tổng tấn công, bị tấn công bất ngờ từ phía. Toán quân khủng bố đầu tiên của Smoke đã nhanh chóng vỡ tan. Toàn bộ đã bị tiêu diệt chưa đầy vài phút. Bọn chúng cũng không ngờ mình bị úp sọt quá mãnh liệt như vậy, bởi nhóm người điên cuồng xả đạn vào nhóm phiến quân như dã tỏi. Cây giấy Smoke ra lệnh đưa toán thứ hai vào sân. Lần này chúng chuyển hướng qua tháp chỉ huy, nơi chỉ huy Beth đang có mặt. Tuy vậy vẫn có một kịch bản cũ, toàn binh đã bị tiêu diệt. Lần này còn thảm hơn, khi chúng đã dẫm phải mình mà đội của Beth đã đặt trước đó. Máu dồn lên não, Smoke ra lệnh đưa toàn bộ quân còn lại vào trận. Hắn muốn rằng sân bay này phải được san bằng ngay và luôn. Thậm chí lần này đích thân Smoke sẽ tham chiến. Hắn chủ động lái xe về hướng nhà ga để đánh thọc sườn đội của Beth. Siêu xạ thủ Veza phát hiện nhưng không làm gì được, vì xe của hắn đã khuất tầm nhìn, khiến cô không thể nào tấn công được. Pha đi tại khu vực nhà ga phát hiện hắn liền tấn công, nhưng vừa bắn được vài phát thì đã ăn ngay một quả RPG thẳng mặt. Về phần Smoke, hắn vẫn còn sống và đã tiếp cận được khu vực nhà ga. Phát hiện nhà ga đang không có hỏa lực từ đội của Beth, hắn liền ra lệnh toàn bộ đội hình dồn lên tấn công. Chiếm được nhà ga, hắn sẽ dễ kiểm soát được phần còn lại của sân bay hơn. Tuy nhiên mong muốn của hắn không dễ được toại nguyện. Từ cánh phải, Paris và Quốc đã bắn chặn đà tiến công của quân khủng bố, khiến chúng vẫn chưa thể nào tiếp cận được khu vực nhà ga. Cùng lúc đó, tại khu vực tháp chỉ huy, giao tranh cũng đang diễn ra rất ác liệt. Cánh quân còn lại Cosmos điên cuồng lao lên, tưởng rằng đội của Beth dễ nhai, nhưng cuối cùng lại khó nhai không tưởng. Toàn bộ cánh quân này đã bị đội của Beth tiêu diệt. Chứng kiến cảnh đó, Smoke thốn trứng cút chơi bài cùng, ra lệnh tụi mày đem hết hàng nóng ra cho tao, sang bằng chỗ này bằng mọi giá. Ngay lập tức một cơn mưa pháo cối được nã thẳng vào hướng đội của Beth. Toàn bộ đội hình của Beth gần như vỡ trận, họ không thể làm gì được ngoài chim én. Và rồi điều không muốn nhất đã bắt đầu xảy ra. PJ, thành viên đầu tiên của đội, đã trúng đạn và hy sinh sau đó ít phút. Tiếp theo, Fadi cũng đã bị hạ khi ăn trọn một quả EPG. Gần đó phát hiện bạn bị hạ, Quốc điên cuồng lao đến ứng cứu, nhưng cũng rất nhanh chịu chung số phận với cậu bạn của mình. Phía bên trong thấy đòn tấn công, Veza cũng nhanh chóng đáp trả. Một viên hét sọt tên khủng bố cầm khẩu RPG đã bị hạ, nhưng chưa kịp vui thì Veza cũng phải trả giá đắt, bởi một quả RPG lao đến thổi bay cô ra xa. Ở một diễn biến khác, tại Nga, sau một cuộc họp giữa lãnh đạo cấp cao, Tổng thống Nga đã đồng ý cho đội xe cơ giới rút khỏi Kosovo. Mệnh lệnh liền được chuyển đến cho Đại tướng Somot, yêu cầu ông phải ra lệnh cho đội xe cơ giới dừng lại và trở về Bosnia. Đáp lại, Đại tướng Somot nói rằng, bằng mọi giá đội xe cũng sẽ vào sân bay, ông sẽ không bao giờ bỏ lại những người lính của mình. Đại tướng sau đó ký đơn từ chức như lời khẳng định. Trở lại với sân bay Slatina, tình hình đội đặc nhiệm càng lúc càng tệ. Quốc sau pha liều lĩnh anh đã bị mất một chân, những người còn lại cũng không khá hơn là bao. Nhận thấy cần phải hạ ngay đội súng cối của Smoke, nên Slat đã quyết định lái xe sang lao thẳng với ý định ôm bom liều chết với quân của Smoke. Chỉ huy Beth nhận ra ý định liền dùng súng máy bắn yểm trợ. Slat cần tiếp cận quân của Smoke càng gần càng tốt. Về phần quân khủng bố, chúng cũng hiểu ra vấn đề, nên đã nã hàng trăm quả pháo nhưng đều không trúng. Để xem xe tải của bố đây lợi hại hay là pháo cối của tụi bê mạnh hơn. Cũng nhờ chỉ huy Beth bắn yểm trợ quá rát, ngăn chặn được phần lớn lính lác cản trở Slat. Còn phía Slat thì đã quyết chơi khô máu không chết không thôi với đám này. Hậu quả một vụ nổ lớn khiến toàn bộ đội pháo cối bị tiêu diệt. Sáng hôm sau, cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Satalot lúc này đang vừa chạy vừa bắn để rút về vị trí của chị Vivet. Còn Quốc do bị thương mất một chân nên anh đã yêu cầu được ở lại. Quốc sau đó bắn yểm trợ giúp Satalot rút lui vào vị trí, tưởng rằng sẽ rút lui an toàn nhưng không. Satalot đã bị Smoke đứng từ xa bắn hạ. Phía bên trong, Paris phát hiện Satalot bị hạ, liền lôi hàng nóng ra và thẳng vào mặt Smoke. Tưởng mọi chuyện đã qua nhưng không, một diễn biến khác lại ập tới. Từ phía sau phát hiện Satalot đang bị thương, Jasna bất chấp lao tới. Cô không biết rằng Smoke vẫn còn sống. Hậu quả vì để cứu Jasna, Satalot đã lãnh nguyên một phát nữa. Với vết thương lần này, Satalot đã bất tỉnh. Chứng kiến cảnh đồng đội bị tấn công, chỉ huy Beth đã liều mình lên xe lao thẳng đến trận chiến để giải vây cho đồng đội. May mắn chỉ huy Beth sau đó đã cứu được Paris, Veza,
Jasna và cả Satalot người đã bị thương nặng do Smoke bắn trước đó. Về phần Smoke, hắn không vội đuổi theo, vì hắn biết rằng chỉ huy Beth không còn đường nào để mà thoát khỏi đây, nên thắng tìm đến Quốc để xả cơn giận, người đã bị thương và không thể di chuyển. Quốc sau đó bị Smoke giết chết trước mặt Fadi. Xử xong Quốc, hắn mang thủ cấp anh đến đài chỉ huy và quát lớn: "Tao cho tụi mày 2 phút để ra khỏi đó, nếu không thì đừng trách tao." Tại đài chỉ huy biết không thể thoát và không muốn bị sỉ nhục, các thành viên đội đặc nhiệm quyết định tự sát. Vera là người đầu tiên, cô nhờ chỉ huy Beth bắn mình, tưởng rằng cả đội sẽ có một cái kết buồn. Thì bất ngờ từ đằng xa xuất hiện đoàn xe của đại tá Latot, cuối cùng họ đã tới kịp. Smoke trong một nỗ lực chạy trốn đã bị Fadi, người chờ sẵn trước đó một dao xuyên cổ giết chết. Kết phim, lực lượng xe quân sự cơ giới của đại tá Latot tiến thẳng vào sân bay Sở Latina vào ngày 11 tháng 6, qua đó trở thành lực lượng gìn giữ hòa bình đầu tiên có mặt tại đây. Về phần Beth và đồng đội, vì tính bí mật của chiến dịch, Beth cùng Paris, Veja, Satalot đã lẳng lặng lên xe rời khỏi sân bay. Phút cuối là cảnh quân đội Nga không cho quân đội NATO, dẫn đầu là quân đội Anh tiến vào sân bay, qua đó khẳng định sân bay này là của chúng tôi, các anh muốn thì chiến. Trước trạng thái đó, quân đội Anh đành rút đi, vì không muốn chăm ngồi cho thế chiến 3. Bộ phim đến đây là hết rồi. Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga tiếp tục đóng quân tại Kosovo tới tháng 7 năm 2003, rồi rút về nước. Năm 2008, Nghị viện Kosovo tuyên bố độc lập và từ đó giành được công nhận ngoại giao, là quốc gia có chủ quyền từ 110 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, nỗi đau xung đột sắc tộc vẫn còn trên đất nước này. Mặc dù chiến tranh đã kết thúc, nhưng nỗi đau mà nó để lại vẫn còn trong lòng người còn sống. Vô số người dân vô tội bị sát hại bởi đám phiến quân độc ác này. Cuối phim, Satalot đã bình phục hoàn toàn. Anh gặp lại Jasna trước cổng của một nhà thờ. Cả hai cuối cùng cũng có cái kết hạnh phúc, cầu mong thế giới không còn xung đột giữa các sắc tộc và chiến tranh nữa, để mọi người có cuộc sống hạnh phúc bên người thân gia đình. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura, để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay, hãy cho mình một like, cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.